Truyện tích thứ 84, chuỗi hạt măng côi với bí tích thánh thể. Tại sao bí tích thánh thể là bí tích thánh thể? Làm gì có liên quan gì đến chuỗi hạt măng côi? Do đó, chúng ta cần phải nghiên cứu thật rõ nét về vấn đề này và phải nắm vững những chi tiết lý luận thật cao siêu do các nhà thần học đã đưa ra. Ở đâu có Chúa thì ở đó có Đức Mẹ Maria. Trong các bí tích khác hoặc tha tội hoặc thêm ơn thánh sủng, nhưng bí tích thánh thể ban chính Đức Chúa Giêsu cho ta, đã ban chính Đức Chúa Giêsu thì cũng ban chính Đức Mẹ cho ta. Vậy nếu ta rước mình Thánh Chúa vào lòng thì cũng chính là rước Đức Mẹ. Vì theo Thánh Thomas Tiến sĩ đã nói, thịt máu Đức Chúa Giêsu thì cũng bởi thịt máu Đức Mẹ. Cho nên khi ta rước Chúa Giêsu thì ta cũng gián tiếp rước Đức Mẹ. Mà ở đâu có Đức Mẹ thì ở đó có chuỗi hạt măng côi. Như trên chúng ta khảo cứu, vì chuỗi hạt măng côi gắn liền với Đức Mẹ, vậy có Đức Mẹ là có chuỗi hạt măng côi. Có chuỗi hạt măng côi là có Đức Mẹ. Khi ta hợp nhau lần chuỗi măng côi thì tức khắc có Đức Mẹ ngự giữa chúng ta. Theo tông thư Suprimi Apostolatus ngày 1 tháng 9 năm 1883 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, thì khi ta làm việc kính Đức Mẹ măng côi trong tháng 10, tháng măng côi, thì phải lần hạt 50, đọc kinh cầu Đức Bà và kinh ông Thánh Giuse trước mình Thánh Đức Chúa Giêsu thì mới được ơn đại xá. Như vậy, có sự liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và chuỗi hạt măng côi. Theo Thánh Rignian de Montfort, mỗi lần ta rước lễ là ăn thịt và uống bổ huyết của Đức Chúa Giêsu. Bởi thịt và bổ huyết của Đức Mẹ, ta được kết hợp thành một thân thể, một tâm hồn cùng Chúa và Mẹ Maria. Bất cứ nơi nào trên trời, dưới đất, trong nhà tạm hay trong linh hồn chúng ta, Chúa Giêsu bao giờ cũng là hoa quả của lòng Đức Mẹ. Thật là một sự khám phá cao siêu, cho ta thấy sự liên hệ mật thiết giữa Thánh Thể và Đức Mẹ đồng trinh. Sự hiện diện của Đức Mẹ Maria nơi Thánh Thể là một sự hiện diện tuyệt vời. Ở trên trời, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã kết hợp nên một thế nào, thì trong phép Thánh Thể Chúa Giêsu và Đức Mẹ kết hợp làm một cũng vậy. Lời bàn: mỗi khi ta rước mình Thánh Đức Chúa Giêsu thì tức là ta gián tiếp rước Đức Mẹ vào lòng. Đây là một ơn đặc biệt mà Chúa Giêsu đã ban Đức Mẹ cho chúng ta. Còn gì quý trọng bằng khi rước mình Thánh Chúa lại cũng được rước Đức Mẹ, là Mẹ hằng thương yêu chúng ta, thì chúng ta còn lo gì, sợ gì ở trên thế gian này nữa? Luôn luôn đã có Chúa và Đức Mẹ bảo vệ chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Mỗi khi ta lần chuỗi hạt măng côi kính Đức Mẹ, thì đồng thời chúng ta cũng tôn thờ Đức Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể nữa. Amen.